mà nó gây bệnh như người trước nhất. Tôi đảo cái bài, cái lịch học lại, cái bài đảo qua cái bài là chút xíu. Mình đi vào bài là bài cái ghẻ nha. À, cái ghẻ, tên khoa học của cái ghẻ là Sacoptes scabi. Thì ở trên cái mà em đọc một số cái sách người ta ghi là cái ghẻ, bệnh cái ghẻ là Acarien, thì cũng là nó là Acarien, là theo cái nguồn gốc của tiếng Pháp nha. Mục tiêu học tập nhận dạng đây là một cái mầm bệnh, nghe đến là ghẻ, nghe đến là cái ghẻ, thì đây là một cái bệnh mà nghe nó hơi dơ dơ mà nó ngứa ngứa nha. À, nó là cuộc ký sinh học á. Mục tiêu học tập đầy đủ các môn dạy dạng này, lướt nhanh. À, phần 1 bao giờ cũng vậy, đó là hình thể, hình thể của con cái ghẻ. Thì con cái ghẻ, đây là hình con cái ghẻ, và chúng ta chụp hình dưới một cái kính hiển vi, đỡ con mũi tên này cho nó thấy rõ rõ hơn. Thật, con cái ghẻ chụp hình dưới một cái kính hiển vi, thì con cái ghẻ này nó cũng khá lớn nha. Con đực và con cái thì nếu tối đa của nó, con cái cũng ở tầm cỡ khoảng là 0,4 mm, tức là nếu mà nó bò bò dưới da của mắt thường, các bạn mắt tỏ thì có thể thấy, còn mắt tôi là không thấy rồi. Và con cái ghẻ thuộc họ nhện, thì họ nhện và cái phần đầu ngực của nó thường thường là khó phân biệt, và cái bụng nằm phía sau đây, cái đây là cái bụng phía sau nằm, nó sát rạc, nó khó phân biệt giữa cái phần bụng với phần đầu ngực phía trước nha. Đã phía trước tôi mô tả đây là cái đầu giả của con cái ghẻ, nó chỉ có bộ phận để xé cái mô thôi. Đây là hai cái cặp chân trước, ở trên thân đây là hai cặp chân sau, được chưa? Đó, và trên thân cái ghẻ có rất là nhiều lông, và đây là một cái hình ảnh con cái ghẻ bò, và chúng tôi cố gắng chụp nó bằng dưới một cái kính hiển vi sâu nổi, và như vậy nó hình nghiêng thì nó đang bò nè, nó đang mặt bò, đây là cái mặt phẳng nè đó, thì cái nó bò nó nhích lên trên giống như nhìn giống con nhện đang bò mấy em đó. Đây là cái chân ha, mặt bụng của con cái ghẻ phẳng, mặt lưng nó gồ lên, đã bầu dục lên, và trên thân nó có rất là nhiều cái lông, được chưa? Rồi kế tiếp mô tả tiếp, đây là hình ảnh của một con cái ghẻ cái nha. Con cái ghẻ cái bên trong bụng nó có cái trứng, đây nó đẻ hai cái trứng. Thì con cái ghẻ cái nó sao, nó cũng nhìn hình ảnh ra mà cái phần bụng sao nó bự, nó to, phần bụng sao nó bự lên vậy, và nó đào những cái đường hầm ở trong da của người á, trong cái lớp da của người, nó đào đường hầm ở phía giữa lớp da và nó đẻ trứng ở trong đó đó nha, nó gây hại ngay tại lớp da. Rồi trên hình thì đây là hình một con cái ghẻ đực, đây là cái đầu, đây là hai cặp chân trước, ở đây là hai cặp chân sau, và hai cặp chân sau của con cái đực nó có cái điểm đặc biệt. Để mô tả tiếp, đây là con cái ghẻ đực, thì ở con cái ghẻ hai cặp chân trước tận cùng nó nằm núm hình chuông. À, hai cặp chân sau thì một cặp chân thứ tư là nó tận cùng một cái núm hình chuông, còn cái cặp chân thứ ba thì nó là giống như con cái, là gì, cái đuôi cái phía sau nó là thành một cái roi dài nè, cái chân nó tận cùng một cái roi dài đó. Có nghĩa là sao, đối với con cái ghẻ cái thì ở phía sau cái cặp chân của nó tận cùng, hai cặp chân sau đều tận cùng là cái roi dài hết. Con cái ghẻ đực cặp chân thứ ba là cái roi dài, nhưng cặp chân thứ tư thì nó giống cặp chân trước và tận cùng là một cái núm hình chuông. Và đây là cơ quan sinh dục đực, cái gai giao hợp của con đực. Và tại sao người ta gọi là cái ghẻ mà không gọi là đực ghẻ, là bởi vì hầu như ở người gây bệnh người ta tìm thấy là con cái ghẻ, không rất khó thấy con đực. Rồi để tôi chụp hình gần nữa, tôi zoom lại cái hình ảnh cho các em thấy cái núm hình chuông. Đây là cái phần đùi của cái chân trước nha, và đây là cái phần chân của nó đưa ra và tận cùng là cái núm hình chuông, giống như là một cái giác bám, để chi, để khi mà nó đạo đặt xuống cái bề mặt nó áp lại mà nó hít lại đó, nên nó bám chặt, nó bám, nó bò cái thân nó tới đó nha các em. Đó, nó đơn giản vậy thôi, cái núm hình chuông là như thế. Đây là cặp chân sau của con cái ghẻ cái, và tôi chụp rõ cho các em thấy là đây tận cùng nó đuôi nó dài, à, cái lông nó dài ra nha. Rồi cái này là mô tả hình ha, về cái mình đọc sẵn rồi, mình đọc lại mình nhìn hình biết hết rồi. À, cái trứng thì cái trứng hồi nãy mình thấy, nãy mình thấy cái trứng nha, kích thước cái trứng nó lớn, nằm ngay dưới lớp da cạo ra có thể thấy được cái trứng. Thì cái trứng nó dài khoảng 170 micromet, bề ngang 90 micromet, nó là lớn hơn cái trứng sáng 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 lá. Rồi chu trình phát triển con cái ghẻ thì sao, đọc chữ đài, đọc chữ dưới đầu quá.
coi hình đi. Cái tập của tôi là hay chiếu hình nói. Rồi. Chu kỳ sống của con, chu kỳ phát triển của cái gái rẻ nó đơn giản lắm. Đầu tiên con trưởng thành. Con trưởng thành nó đẻ ra cái trứng. Cái trứng bắt đầu sau nó bắt đầu là nó lột xác. Nó thì con cá ghẻ nó nằm trong đường hầm nha, trong cái đường hầm dưới lớp da chút xíu đây nè, ở đây mô tả đây nè, đây mình nói trước đi, là trưởng thành đẻ trứng, trứng nở ấu trùng, ấu trùng lột xác dần dần thành những thiếu trùng và thành con trưởng thành, nó đơn giản như thế này thôi. Thì bây giờ mô tả nè, các em nhìn thấy đây là cái hình, là cái lớp da người nè, à, cái lớp da người chiếu vi thể nè, đây là cái lông nè, đây cái lông ha, là đây là cái nang lông đó. Thì trong cái lớp da đây, ở bên trên bề mặt đây là cái lớp sừng, được chưa? Mấy anh chàng cái ghẻ với chị chàng, mà thực ra là chị cái ghẻ, là nó bắt đầu trên lớp da nó đục thành cái đường hầm, nó chui dưới lớp da đây, nó chui lớp da đây là cái đường hầm nè, à, nó chui dưới lớp da và nó trưởng thành đây mà nó gây hại, nó di chuyển tới di chuyển lui trong lớp da, nó ăn cái sừng bã nằm ở trên lớp da ha. Mà như vậy bắt đầu là nó đẻ trứng, khi mà nó trưởng thành nó đẻ trứng, khi thường thường buổi chiều tối đó nó di chuyển, nó bò ra phía ngoài cái đầu, nó bò phía ngoài cái đầu đường hầm này, nó đẻ cái trứng, nó đẻ trứng này lên lớp da đẻ trứng nè, thì cái trứng ngay đầu lớp da đây, cái đầu đường hầm này nó đẻ trứng nha, thì như vậy nó nở thành thành con ấu trùng. Con ấu trùng này là bắt đầu, con ấu trùng chỉ có 6 chân thôi, đặc biệt con ấu trùng có 6 chân là con ấu trùng bắt đầu lột xác tiếp, nó lột xác là khoảng 2 lần đã thành con cá ghẻ trưởng thành, thì thành con cá ghẻ trưởng thành nó sẽ thành 8 chân. Cái lúc mà trong quá trình lột xác phát triển là nó lớn dần, nó mọc thêm 2 cái chân phía sau cuối nữa, là nó là cả 8 cái chân nè. Đó thì cái chu trình nó là như vậy ở trên cái lớp da của người, và cứ như thế nó lần quần ở trên lớp da của người này. Nếu trường hợp một cái người khác nó tiếp cận thì nó lây qua cái người bên kia, thì nó cũng lần quần trên lớp da thôi, mà như thế nó sẽ phát triển nhiều cái vòng đời của nó nằm ở trên đó, và gia tăng cái số lượng bệnh ghẻ, và cái bệnh chỉ càng ngày càng phát triển thôi, chứ thôi không điều trị thì không có bệnh, không có lui. Đó. Và trên cái vị trí trên cơ thể người, trên đây là mô tả trên vị trí cơ thể người, cái ghẻ nó gây bệnh ở những cái vị trí khá tế nhị. À, thứ nhất trên cái bàn tay, nó không gây bệnh ở trên bề mặt tay nhiều lắm nữa mới lên, mà phần lớn nó tìm vùng kẽ da non nằm giữa cái kẽ ngón tay. À, ở đây là cơ quan sinh dục nam. À, ở cẳng chân cũng có nhưng mà ít, mà ở vùng 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 bẹn nhiều, vùng nách, vú, rúng là cái mũi tên chỉ vào cái rúng đó, là những cái chỗ mà con cá ghẻ nó hay làm. Mà trên hình đây là trên mặn rất là nhiều, con cá ghẻ trưởng thành ha, nó tạo thành cái hang ghẻ nằm dưới lớp da, tức là người bị bệnh ghẻ sẽ bị những cái lớp hang ghẻ rất là nhiều nằm dưới da, chút xíu mình nhìn hình mình thấy, và đẻ trứng, trứng nở ra cái con ấu trùng phát triển thành cái hai mấy thế hệ. Rồi thì ở đây, đây là chu trình của CDC rất là đẹp, mà các em nhìn kỹ ha, cái cây lây truyền của cái ghẻ là nó một lây truyền trực tiếp giữa cái người này và người kia. Ở trên hình này vẽ hai ông nam hết, và mặt trước mặt sau, thì ở những cái vị trí mà dễ bị phát hiện ghẻ nè, ở bàn tay nè, đó ở bẹn nè, ở ngay cái vùng rúng nè, cái vùng nách nè, đó đầu gối ha, đó vân vân đó, thì người này mà tiếp cận bắt tay người kia, cái ghẻ nó bám qua là mai mốt nó bị lây nhau như thế. Và ở phía trên hình này 1 2 3 4 này, nó tới năm, nó đây thể hiện là những cái sự phát triển các giai đoạn của con cá ghẻ trên một cái lớp da chung của người đó, được chưa? À, và tôi chú ý cho các em ở đây là cái giai đoạn lây nhiễm, là nó có chữ ghi chữ Y nè, chữ Y là cái giai đoạn lây nhiễm nè, được chưa? Rồi bây giờ sau khi mà mình nhìn những cái hình ảnh rồi, bây giờ mình đọc lại cái chữ nhanh thôi. Đó. Con cá ghẻ xâm nhập lớp da dần dần tạo đường hầm, và nó tổn thương là chủ yếu nằm trong lớp thượng bì thôi. Với cái trường hợp mà một cái trường hợp đặc biệt đó là ghẻ sừng noi, thì nó xâm lấn sâu hơn một chút, nhưng mà nó vẫn nằm ở cái lớp da và lớp màng nhầy đụng nước, rồi nó dưới nó không phát triển ra đâu trơn. Mỗi ngày nó đào đường hầm là khoảng 2 đến 3 mm dưới lớp da, nó đào như vậy nó nhột và gây một cảm phản ứng, người ta cảm ứng ghẻ là cảm giác ngứa, rần rần ngứa. Và thường thì nó hoạt động mạnh vào ban đêm mà trời chạng vạng tối, cho nên nếu mà trường hợp người bị bệnh ghẻ, chúng ta hỏi kỹ thì trong ngày cái giờ nào mà bị ngứa nhiều nhất, thì người ta nói là chiều chiều tối là ngứa dữ nhất. Đẻ trứng trong đường hầm nha, đó, đẻ 2 3 trứng gì đó. Sau 3 đến 5 ngày đẻ ấu trùng, 2 6 chân. Ấu trùng là rời đường hầm lên mặt da tạo cái bọc và lột xác thành con trưởng thành. Tổng chu trình phát triển của một cái con cá ghẻ là tầm khoảng 2 tuần, nhưng bệnh cá ghẻ không bao giờ hết, là bởi vì sao? Bởi vì nó phát triển,
nó phát triển vòng 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 nhiều thế hệ, đời sống kéo dài đến 4 5 tuần mà nó đẻ, 15 ngày là nó đẻ rồi. Như vậy nó phát triển được rồi. Có nghĩa là sao? Cứ cuốn chiếu dồn ở đây 4 đến 5 tuần, trừ đây 2 tuần thì chỉ là có 3 tuần để phát triển gia tăng cái số đoạn dư, tức là mỗi ngày cái số lượng mầm bệnh càng ngày càng tăng tới nha. Và hãy nhớ là tất cả giai đoạn phát triển của cái ghẻ đều có khả năng lây nhiễm. Nghĩa là sao? Nghĩa là từ con ấu trùng mà nó bám qua da một người khác, nó có thể lây nhiễm. Một cái trứng bám lên da người khác thì cái trứng đó sau đó nó nằm ở đó, nó nở ra ấu trùng, nó cũng lây nhiễm. Hoặc là sao? Nó rớt xuống da giường mà ngồi trên ghế này nọ, rồi người khác ngồi lên, người ta bám lấy đó, dính cái tay chân trần dính lấy nó cũng bắt đầu nó chui vô. Cho nên cái bệnh ghẻ nó gây bệnh, nó mang cái tính cách khá một cái tập thể. Chúng tôi gặp hoài à, nguyên cái phòng bệnh là nó bị hết. Về dịch tễ, bệnh gặp khắp nơi trên thế giới, nhiều nhất ở nước kém phát triển và nơi mà sống là tập thể chen chúc ha. Những khu ổ chuột, là những trại mà tù, trại cai nghiện, hoặc là những cái trường mẫu giáo, ở trường học của trẻ em cơ nhỡ á, ở chung với nhau, điều kiện vệ sinh không tốt á, là tôi đi khám từ thiện gặp mấy nhỏ bị. Ở trong mấy cái trại tù, trại cai nghiện á, trại giam á, thì lại cả phòng nó bị hết, bệnh nhân bị hết, phạm nhân bị hết đó. Và nó có khả năng phát thành cái dịch ghẻ. Cái những cái năm tháng ngày xưa thời khó khăn của chúng ta đó, bệnh ghẻ nó đã gây thành những cái dịch ở khu vực các tỉnh phía Bắc. Sau này thì không còn nữa, nhưng mà như vậy nó còn những dịch nhỏ thì ở trong cái doanh trại, trong cái trại tạm giam vân vân. Và bệnh này lây truyền chủ yếu, các em phải nhớ kỹ dùm cho, bệnh cái ghẻ lây truyền chủ yếu là do tiếp xúc trực tiếp da và da, nghe không? Trong sách mà có ghi là tiếp xúc qua hoạt động tình dục thì mình phải hết sức cẩn thận cái câu chuyện này, là mình phải hiểu rõ là khi hoạt động tình dục thì người ta phải có tiếp xúc trực tiếp da với da nó lây. Chứ khi mà nó lây qua quan hệ tình dục, người ta lại nghĩ giống con Trichomonas vaginalis từ trong đường niệu dục của nam lây qua đường niệu dục của nữ, nó chạy trong cái dịch sinh dục, là không có đúng nha. Vì sao? Vì hoạt động tình dục thì đương nhiên phải tiếp xúc trực tiếp da và da, thế thì là nó sẽ lây trực tiếp. Và cái cách, có một cái cách, số cách nữa đó là gì? Qua gián tiếp, qua giường chiếu quần áo của bệnh nhân. Thế thì ở như thế này, thường thường bệnh nhân chúng tôi ngồi khám bệnh là ký sinh trùng, bệnh nhân đến ghẻ tới con nít nó tới, mình phát cho cái chai, mình phải dặn thuốc rồi, mình uống thuốc rồi, mình phải dặn về nhà ra giường chiếu gối của nó, đem phơi nắng, giặt xà bông mà nồng độ 3 đến 5 lần, đem phơi nắng hết để cho bao nhiêu cái thành phần cái ghẻ vào đó nó chết hết. Chứ còn tôi chữa cho nó xong trong vòng tuần sau thuốc tan hết rồi, ở ngoài ba cái ra giường này nọ, hoặc là những cái người khác trong nhà lây lại cho nó. Thế thì sao? Thế thì chúng ta bên cạnh cái chuyện điều trị cho họ, mình có điều trị cái tập thể luôn, nhà có ai ngứa ngứa làm luôn. Rồi bây giờ về bệnh học, ghẻ ngứa thể thông thường, vị trí nằm ở cái kẽ ngón tay ngón chân bạn, đây là cái vị trí đặc thù, và cái nó có cái ba cái triệu chứng quá đặc thù đến độ mà chỉ cần ba cái triệu chứng này bác sĩ da liễu là đã khẳng định đây là bệnh ghẻ. Đó là gì? Thứ nhất là bệnh nhân mà có cái vị trí đến là phải ngứa, ghẻ phải ngứa, ngứa nha, thường hở kỹ là tăng vào ban đêm. Và trên tổn thương trên da nó để lại cái gì? Nó để là một cái mụn nước nhỏ, đầu tiên là nước trong, sau đó người ta gãi có thể là nó đục như đầu kim. Và cái mụn nước này nó nằm ở ngay thường thường kẽ ngón tay ngón chân mặt bạn, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được cái đường hầm. Và với những cái triệu chứng như thế này, người ta chẩn đoán lâm sàng luôn bệnh ghẻ, mà hầu như bây giờ tất cả bác sĩ da liễu không có cho bệnh nhân xét nghiệm. Đó là một câu chuyện. Và có những trường hợp đã gây ra chẩn đoán nhầm, điều rất là cũng ấy, cũng cũng đã gặp rồi chứ không phải không gặp đó. Nói chung là cái diện dạy chủ quan nhận định không thì nó sẽ thường thường nó sẽ thiếu cái bằng chứng, thì nên nó sẽ có nguy cơ sai lầm cao hơn. Rồi biến chứng của bệnh ghẻ, ngứa quá gãi lâu quá tạo thành cái biến chứng chàm, chàm hóa. Chàm hóa thì sau này đây là một cái bệnh lý về da liễu, sau này người ta sẽ hướng dẫn thêm với mấy em. Bệnh này là bệnh mãn tính, có nghĩa là sao? Giai đoạn đầu là có ghẻ nhưng sau đó chữa hết ghẻ rồi nhưng người ta vẫn bị chàm, rồi là một cái biến chứng rồi nó nằm suốt đời. À, bội nhiễm vi trùng, nhiễm trùng huyết, viêm vi cầu thận cấp thì các em đọc thêm và phối hợp với bên vi sinh để các em biết, cộng với miễn dịch. Tôi lấy ví dụ như là ở trên da có những cái tụ cầu, cầu cầu trùng âm dương. À, gãi gãi xong ngứa bung máu ra con mấy con vi trùng,
nó đi vào nó bội nhiễm chỗ đó trước, sau đó nó đi vào trong dòng máu để gây nhiễm trùng huyết, được không? Sau khi hết nhiễm huyết này nọ, có trường hợp chữa nhiễm huyết xong rồi nó còn gây cái phản xạ phản ứng sau này là bệnh bệnh bệnh, bệnh cầu thận, thì do với đặc biệt với cái nhóm liên cầu à, nó do cái phản ứng miễn dịch nhầm của cơ thể. À, bây giờ tôi chiếu cho các em hình ảnh, xem cái hình ảnh đặc thù nằm trong cẳng tay được không, có những cái mụn nước. Và bây giờ là bệnh nhân đương nhiên là khai gãy ngứa rồi đó, mình sẽ thấy những cái mụn nước như thế này, đây là mụn ghẻ và bên trong nó còn cái ghẻ đó rồi. Vì nhìn kỹ sẽ có cái đường hầm mình dấu phẩy, đây là cái vùng tổn thương dày hơn để nhìn thấy đường hầm đây nè, những đường hầm nó cong dưới da, mũi tên tôi chỉ vào những cái đường hầm nằm dưới da mình nhìn kỹ được không ạ? À? Và đương nhiên là trên đầu nó cái mụn nước, bởi vì mụn nước này gãy bể rồi đó, nghe được không? Rồi đó, những cái vết đường hầm thâm dưới da nó như thế này, tạo những cái đường vẩy. Đó là những cái hình ảnh đặc thù của bệnh cái ghẻ, nhìn vào là không thể nào làm được với ai hết trên lớp da. Và trường hợp này nó có tăng lớp sừng lên ở phía trên, sau này những cái sừng như này là biến chứng tràm hóa làm chỗ này đây nè, đã các em thấy tăng sừng. Cái dạng bệnh thứ hai mà dạng bệnh này rất là nặng và thường dẫn cho bệnh nhân đến tử vong, đó là bệnh bệnh gọi là ghẻ sừng Na Uy, cái tên cái thể ghẻ nó là như vậy. Thì nó gây ra bệnh cảnh, bệnh cảnh người ta là bị viêm da bông gãy đóng ngoài cứng, nhưng mà lúc này ngứa mới triệu chứng chính nữa, vì ở những cái đây là một thể ghẻ nặng và người ta bị lâu rồi. Thế thì sao? Thế thì ngứa quen rồi, nhưng mà bây giờ là cái da bông sừng bông vẫy lên lan rộng toàn thân, không còn bị giới hạn ở ngay chỗ kẻ tay kẻ chân gì nữa hết. Và thường thường những cái bệnh này gặp ở những cái đối tượng suy giảm miễn dịch nghe, suy giảm miễn dịch à, à, mật độ ký sinh trùng ở trong máu rất là ở trên lớp da rất là cao, và thường thường là bệnh nhân sẽ tử vong nếu mà bác sĩ không có kinh nghiệm, để vào nhiễm trùng huyết là chết đó. Trên hình các em như mô tả đây là một cái dạng ghẻ sừng Na Uy, mà đây là bệnh nhân thực tế nha các em đó. Và như vậy nó tấn công hết lớp da lột trợt hết, và nó gây thành một lớp sừng rất là dày. Và khi mà dày sừng lên như thế này, cái mùi sừng nó bay ra, các em đứng cách đó khoảng tầm 15-20 mét từ đầu dãy qua mà đã nghe mùi được, là bên đây trong khoa có cái bệnh nhân á, mùi sừng rất là hôi đó. Đây cái kẽ tay và những cái vết nứt nẻ như thế này là nơi mà cái con vi trùng nó đi vào, và nếu chúng ta can thiệp không tốt thì người ta trong vòng tuần 2 tuần là người ta sẽ chết vì nhiễm trùng huyết, sẽ đi và sắp nhiễm trùng chết, những vi trùng nó đi hẳn vào những cái đường này thì chết ha. Rồi à, chẩn đoán như tôi đã trình bày, bệnh ghẻ thể thì ghẻ thường hoặc ghẻ đã nguyên vậy thì hầu như là người ta dựa vào cái triệu chứng lâm sàng là chính. À, tuy nhiên để vấn đề về khoa học cho ăn nhất, mà gần đây thì người dân tri thức cao, người ta lúc nào họ có xét nghiệm không, có xét nghiệm không, xét nghiệm cạo cái da ra chút xíu thấy con ghẻ nằm trong đó, ok thích thì lấy chụp hình nè cho bệnh nhân coi luôn, in ra cho bệnh nhân coi trong lớp da của bà nè, à, có cái con cái ghẻ. Mà các em thấy bất kỳ thành phần nào của con cái ghẻ đều có khác thường là người ta có bệnh hết. Các em thấy được ấu trùng, ok đây là có bệnh, tại vì đương nhiên là có ấu trùng rồi. Con đực con cái thì khỏi nói, có thấy cái trứng cũng được, nhưng có những trường hợp những cái bệnh ghẻ còn nhẹ, thể ghẻ của người bình thường, cạo không đúng, thấy không nhầm, cạo vô cái đường hầm mà không bắt được cái con ngay con cái ghẻ đó, thì thấy được cái hạt chất thải, cái hạt phân của nó, ok thì đôi cũng được, thì nó cũng có nó mới thải thải. Thì đây là những cái chẩn đoán xác định bệnh cái ghẻ. Điều trị cái ghẻ bệnh ở nhà, điều trị đồng thời bệnh nhân và gia đình, và điều trị xong phải vệ sinh cá nhân cho tốt, khử trùng quần áo chăn màn, chứ còn không thôi là thất bại. Cái chuyện thất bại này là cái chuyện rất bình thường, và cũng có một cái câu chuyện là trong quá trình điều trị có những cái trường hợp là tôi cũng nói thật ra đó, không rõ là cái sự nhận định của người bác sĩ hay là cái tâm hay là cái gì biết, mà người ta chữa bệnh nhân cái đó thôi, thấy đó chữa đó thôi, không thèm chữa thêm để làm chi, vậy bữa tái phát vô lại kiếm lần khám nữa, cái phòng mạch đông lên, phòng mạch cho đông lên, thì đó là một cái câu chuyện phạm trù xã hội, điều trị không dứt điểm để kéo dài đó, thì tôi không có bàn thêm, tôi xin phép tôi không có bàn thêm câu chuyện này. Còn nếu mà đúng theo cái trường phái chúng ta học đầy đủ bài bản thì chúng ta học chúng ta phải làm cho đúng, điều trị là phải điều trị cho bệnh nhân và điều trị đồng thời cho cả gia đình, phối hợp với những cái vệ sinh cá nhân cho tốt, thì như vậy mới đúng hết trọn vẹn và xử lý rốt ráo cái mầm bệnh, cái trường hợp bệnh đó nha. Rồi về thoa thuốc trẻ em mà đã ghẻ Na Uy thì phải đỉnh đầu đến bàn chân hết đó, và người ta thường để thuốc có tác dụng từ 8 đến 12 giờ,
mà muốn cho thuốc có tác dụng được từ 8 đến 12 giờ, chúng ta sẽ thường thường chúng ta khuyên là uống thuốc có thể ban ngày, nhưng mà thoa thuốc xịt thuốc thì mình nói trước khi đi ngủ, ông bà thoa thuốc cái đi rồi đi ngủ thì ngủ xong được 8 tiếng, đến lúc đó người ta cũng không có khó chịu. Còn có những trường hợp ban ngày mà cái thuốc này nó xịt xịt nhờ người, người ta xịt lên người xong, người ta thoa lên người xong cũng khó chịu làm việc, nên là thường thường mình khuyên là buổi tối nha. Rồi nếu mà mầm bệnh còn thì một tuần sau lặp lại điều trị. Nhắc lại về thuốc thì đây sẽ có những thuốc thoa, các em sẽ về đọc thêm. Và điều thuốc uống, thuốc uống thì người ta lại vận dụng một cái thuốc sổ giun, đó là ivermectin, một cái thuốc chữa mà ngày xưa xuất phát từ chữa cái loại giun mà ở trên ký sinh trong mô ha, đó là ivermectin. Sau đó là điều trị cho giun sáng rất là nhiều, và bây giờ lấy cái thuốc giun chữa cho cái con và con ngoại ký sinh trùng này, và nó rất hiệu quả đối với cái ghẻ. Bên cạnh cái điều trị chính đó, người ta sẽ sử dụng những cái điều trị hỗ trợ. Về cái điều trị hỗ trợ thì có thể phối hợp thêm kháng sinh nếu bị nhiễm trùng, chống ngứa. Ngứa thì phải chống ngứa thôi, không thôi chứ bắt người ta bệnh nhân nói bác sĩ này dở quá tôi ngứa, vô bác sĩ chữa hoài tôi không hết ngứa, như vậy thì phải biết cách sử dụng thuốc. Trên hình ảnh đây là một hình ảnh thực tế của bộ môn quá trình làm việc. Các em thấy con cá ghẻ nó đẻ cái trứng mà trứng nó nở đâu hết rồi, nguyên cái hàng dài đây đó, những cái hàng trứng nằm trong đường hầm đây, trứng đây rất là nhiều ha. Còn có nhiều cái hình kinh dị nữa, nhưng mà thôi tôi không xin phép, tôi không có chiếu hết cho lớp. Rồi bây giờ là một số câu trắc nghiệm để cho các em có thể đọc, các em xem và lượng giá lại. Rồi. Đáp án thì mình chọn cái nào đúng nhất ha. Trong đường hầm con cá ghẻ nó đẻ trứng thì thấy cái này là đáp án đúng nhất. Ghẻ sừng Na Uy gặp ở đâu? Gặp ở ở nước Na Uy, không phải. Gặp ở người khỏe mạnh, trẻ nhỏ thì lấy rồi, trẻ mạnh nó không đúng rồi, chỉ còn cái suy giảm miễn dịch, còn trẻ nhỏ thì suy giảm miễn dịch là mình nói rồi ha. Đặc điểm sang thương ghẻ thường. Đây. Thì trả lời câu hỏi này đi rồi tôi cũng nói luôn các em. Trong sách đây, cái này là toàn bộ là học thôi, mụn nước trong ở cảng ngón tay là gặp nhất. À, đó rồi, cái này là đúng nhất. Thì ở đây trong sách giáo khoa của chúng ta có những cái từ mà mai mốt mấy em cũng sẽ gặp vướng, đó là gì? Khi á thì thầy cô sử dụng là tổn thương, khi á thì sử dụng là sang thương. Thì cái sang thương là gì? Sang thương theo tiếng gọi là sang thương, theo cái thuật ngữ mà Hán Việt, sang là ghẻ, tức là cái tổn thương của ghẻ, mà tổn thương trên da, vì ngày xưa ghẻ nó thường nằm trên da. Thế thì người thầy các thầy cô thường hay sử dụng sang thương rồi tổn thương rồi thương tổn ha. Thì bây giờ tất cả thuật ngữ hầu như người ta thống nhất lại là không có dùng cái chữ sang thương nữa, mà sử dụng cái từ gọi là tổn thương da, là tổn thương cơ bản. Là cái tổn thương đó cái hình dạng kiểu nào thì nó ra định dạng dạng kiểu đó. Nên ở đây trong cái quyển sách sắp tới mà bộ môn viết lại, bộ môn sẽ không để cho những cái từ ngữ thuật ngữ của mỗi cái giảng viên làm sử dụng theo một cái kiểu mà để đòi học trò lúc thì khi nào thì sát thương, khi nào thì tổn thương, khi nào thì ở là bầm dưới da kia này nọ vân vân, thì lúc đó mình sẽ học kỹ lại. Và đặc biệt là khi các em học tới năm thứ tư, là các em năm thứ năm, các em học cái chuyên khoa lẻ, chuyên khoa da liễu ngắn thôi, có 2 tuần thôi, thì các em sẽ học kỹ hơn về cái từ gọi là tổn thương trên da, vì họ nghiên cứu sẵn trên da. Ở đây tôi nhấn mạnh với các em chỉ sang thương, bản chất là tổn thương của cái sang, mà cái sang là của con ghẻ vậy nha. Rồi, chúng ta xong 2 bài và bây giờ chúng ta đi với những cái bài khoa học vui kế tiếp. Ta còn được 30 mấy phút rồi, mình sẽ làm đúng 2 bài luôn là được. À, các em hỏi thầy ơi, mình học cái bài gì vậy kỳ vậy thầy? Mình học ký sinh trùng mà sao mình học cái con này? Chúng ta có học một cái bài. Alo, lớp thấy rõ cái hình chữ bọt xít rút máu chưa ạ? Dạ chưa. Ủa, tôi share lên rồi mà. Vậy là máy nó trục trặc rồi.
tôi nghi nghi đây cũng là chia sẻ luôn. Mình học qua cái bài bỏ ship nha, cái bài này không có nhu cầu nhiều nên là cái bài thì tôi sợ cũng 26 slide nhưng mà mình nói nhanh và thấy rồi ha. Dạ rồi. Rồi đã, cái bài này ngắn nên tôi nói nhanh nói trước, cái bài chỉ sao nói dài hơn. Rồi đây đâu rồi, cái pointer, laser pointer, ok sao nó không ra. Đây đây, con bọ xít thì thật ra nói con bọ xít thì các bạn, có bạn biết có bạn không, hoặc có bạn nghe rồi mà không biết, có bạn thì mơ hồ, rồi có khi thì gọi con bọ hung, có khi con bọ hôn, có khi vân vân. Mục tiêu học tập mô tả được sơ sơ thôi, hình thể đặc điểm cái giai đoạn nhìn mà biết nó con bọ xít, biết nó có cái giai đoạn phát triển, trình bày là chu trình phát triển là sơ lược thôi, nhưng mà điều quan trọng là nêu được cái vai trò y học của loại bọ xít nha. Rồi và biện pháp phòng chống đơn giản dễ thôi. Bọ xít Việt Nam, cái tên cái nhóm cái, có rất là nhiều loài nhưng mà chủ yếu là Triastoma rubrofasciata, cãi nát, và nó là vector truyền bệnh Trypanosoma gây bệnh Chaga. Thì cái con Trypanosoma này gây bệnh Chaga này là bệnh ở Mexico, Trung và Nam Mỹ, đến thời điểm bây giờ không có ở Việt Nam. Thế thì khi không có ở Việt Nam sao mình học chi? Thứ nhất kiến thức hàn lâm, chuyện đó là kiến thức, là những chuyện phụ. Chuyện chính yếu là gần đây trong cái họ Trypanosoma, ngoài những cái loại Rhodopsian không vân, Gambian đã gây bệnh ở người, đã gây bệnh Chaga, thì có một cái loại nó là từ trâu bò, từ gia súc, nó đã bắt đầu Trypanosoma evansi, nó qua nó gây bệnh cho người rồi, Việt Nam rồi, đã phát hiện cái ca mà gây bệnh ở Việt Nam nha. Nhưng cái bệnh đó không phải bệnh Chaga mà bệnh là sốt kéo dài mà đi vô trong tủy xương, điều trị rất kỳ khó khăn. Thế thì đã phát hiện ra chuyện đó, và cái bọ xít Việt Nam nhiều, bây giờ không có truyền cái bệnh từ châu Mỹ qua mà truyền ngay bệnh từ gia súc của Việt Nam nó vào trong người, đó là một chuyện. Và bây giờ sắp tới trong vấn đề về hội nhập du lịch xuất khẩu lao động đi chớ di chuyển tới lui, thì cái câu chuyện mà Mexico, Trung và Nam Mỹ là thì như vậy nó tới Việt Nam rất là dễ dàng. Cụ thể nhất là mới đây bên kia bán cầu, bên kia nửa bán cầu chứ không phải, ở phía dưới á, ở châu Phi mới đem về 4 ca sốt rét trong tháng vừa rồi nha, chúng ta sẽ thấy. Đó, đó ý muốn nói là di cư của người dân, di cư cái văn hóa thì sao cái dẫn cái bệnh đi khắp nơi. Loài bọ xít đốt máu này á, thì thường nó đốt mặt ở trên cái mặt người, nó đốt lúc mà người ta nằm, người ta thường nó đốt vào trong cái vùng mặt nên gọi là kissing bird, là gọi là kissing là hôn, là bỏ hôn, mà người miền Nam không có gọi chữ hôn mà người miền Nam gọi là hung. À, hai người hôn nhau thì vậy là đổi tên thành con bỏ hung hay bỏ hôn. Phân loại về nhà từ từ đọc rất là nhiều, ví dụ như có 3.000 loài thuộc 37 họ, trong cái phân họ Triastoma tấn công người gồm ba giống Triastoma ronius và rosabut, tại Việt Nam thì có Triastoma và ronius, cãi nó đi phân loại nữa vân vân. Cái này là hàng lâm về nhà đọc từ từ của bên khoa học tự nhiên, về hình thể các em sẽ từ từ đọc, chỉ có điều là giới thiệu thêm một cái khái niệm, thì cái con này á nó là có một cái họ con bọ mà nó có hai đôi cánh, nhưng mà có một đôi cánh nó là nửa cứng nửa mềm, nên nó gọi là bộ cánh nửa ha, là cái nó nhìn nhìn vào đây thì chúng ta biết đây là con bọ xít, mô tả về em đọc thêm rất là rõ nha, tại vì tôi phải soạn cái bài này để dạy chuyên khoa đó nên là nó hơi nhiều, nên các em thì trình bày nhanh thôi, cái chỗ nào quan trọng là tôi sẽ hướng dẫn đó về cấu cấu trúc con bộ xít đầy đủ luôn, khỏi mình không có học cái đó làm chi hết á. Mình học vậy nè, mình học cái chỗ này nè, bọ xít nó đẻ trứng là trứng rời rạc ha, là đẻ từ trứng chứ không có trứng không dính lại, mà trung bình một con đẻ được có khoảng 200 trứng thôi, trứng nó màu trắng rồi sau đó dần dần nó chuyển qua màu đỏ thì là bắt đầu nó nở ra. Khoảng 2 tuần, đây điều quan trọng nhìn đây, nó phát triển qua 5 cái giai đoạn thiếu trùng nha, 1, 2, 3, 4, 5, trước khi đến cái anh chàng trưởng thành thực sự, cái bề mặt cái trên cái thân của nó, cái vân của nó hoàn toàn thay đổi,
Và đương nhiên những cái con này nó phát triển lục bằng cách gì? Là nó lục xác. Chưa? Từ cái trứng nở qua năm cái giai đoạn thiếu trùng rồi đến cái ngày thành con trưởng thành. Đó. Và cái điều quan trọng là mình muốn học nó là bởi vì sao? Con bọ xít này nó hút máu người, nó gây tác hại người sao, nên mình học cái tập tính sinh học của nó, chứ không cần thiết học về hình thái học của nó làm chi. Hình thái học là để cho các nhà tự nhiên học, côn trùng học người ta nghiên cứu, còn mình là mình nghiên cứu về cái tập tính sinh học mà gây hại cho người. Ban ngày nó là sao? Nó ẩn mình, nó trốn kẽ tường vách nách. Đang mùa bắt đầu vô mùa mưa này nó tăng lên nè, ở cái vườn cây cho mình nhiệt đới hôm giờ tôi chụp hình được mấy con nè nha. Rồi ưa thích ở vật liệu bằng gỗ lá nha, chứ là mấy con này không thích kim loại. À, cá thể được cái đều hút máu hết, con nào cũng hút hết. Rồi nó sống bằng hút máu mà, cho nên nó hút máu người, thú hoang, gia súc thì nó hút hết. Ban đêm thì nó bay đi, nó tìm cách nó đốt máu, no về nơi trú ẩn, nó trốn. Và khi mà nó bay vào gặp người, người thông thường thì người ta ngủ có thể ta trùm mền trùm mặt nó, nhưng mà cái vùng mà đưa ra là cái mặt, cái mặt mà đưa ra là nó đốt đó, à, gọi là bạo hùng, được chưa? Câu chuyện là khi mà nó đốt, à cái này phân bố từ từ không cần quan tâm. Tại Việt Nam đây có nhiều loài nha, thì mỗi loài nó có một cái, có chín loài Triatoma, là tức là chín loài bọ xít. Nhưng mà cái loài có cái loài nó gây cho người, có loài gây cho chuột, cái loài đốt người nó ái lực, cái đó không quan tâm. Ở miền Bắc người ta lập một cái đề tài tiến sĩ, người ta nghiên cứu luôn cả về con bọ xít này và cái truyền bệnh, tầm tìm luôn cái mầm bệnh trong con bọ xít có hay không, thì rất là mừng là cái mầm bệnh Trypanosoma không có nằm trong con bọ xít nha. Rồi và cái con bọ xít này á, nó có đặc biệt là nó có thể khả năng bay cao lên tới cái tầng thứ sáu, còn tầng thứ bảy, thứ tám, chín, thứ 10 tầng trên cao ốc là không có bị. Nếu các em mua cái nhà nằm trên túc cao ốc, các em không có bị do con bọ xít nó bay lên, nhưng mà nó vô trong thang máy thì thang máy kéo nó lên được ha. Rồi phần lớn nó chủ yếu hút máu là cái tầng một nè, cái tầng một là tầng dễ bị nhất. Rồi bây giờ cái vai trò gây hại ở trong người đó là nó lây, nó truyền một cái bệnh là bệnh tên bệnh Chaga, và bệnh này là do một cái con trùng roi, mà con trùng roi nó không ký sinh ở trong, các em học con trùng roi ký sinh đường tiêu hóa, các em học con trùng roi ký sinh đường sinh dục, nhưng cái con trùng roi này nó không ký sinh trong những cái đường đó, mà nó khó, cái tính khắc nghiệt hơn, nó ác tính của nó hơn là nó ký sinh trong dòng máu của người, và nó xuyên vào, nó đi vào trong tủy xương, nó vào trong cơ thể, nhưng nó vẫn là những cái con ngoại bào, tức là nó lớn hơn cái tế bào để nó tấn công, được chưa? Cả nó có tên gọi là trùng mũi khoan, có họ là Trypanosoma. Và cái con Trypanosoma này nó nằm trong mầm bệnh, nó nằm trong những cái động vật hoang dại như chuột ha. Thì khi mà cái con bọ xít này đốt máu kia, đốt máu cái vật chủ mà có bệnh nó hút vào, sau đó là nó sẽ truyền, nó đốt cái người người lành, nó khả năng nó truyền bệnh cho người lành. Thì cái trong cái cơ thể cái con cái gia súc á, bọ xin lỗi, vào trong con bọ xít đó, nó có sự phát triển nó khác, là khi mà ở trong cái vật chủ gây bệnh á, cái con bọ xít nó cái dạng của cái con trùng roi á, là cái roi nó ngắn, nhưng khi vào trong bọ xít bắt đầu nó phát triển thành cái dạng cái roi nó dài hơn. À, và khi mà con bọ xít nó đốt một cái người lành, nó không có truyền thẳng cái bệnh vô. Khi nó vậy, nó đốt người trên bề mặt người ha, nó hút máu cái người mặt người, nó hút máu thì nó không có truyền cái bệnh vô đó, mà sao nó hút ở trên đầu thì cái tập tính cái đường ruột nó hút máu, cái rồi dưới đây cái bụng nó căng ra, cái nó thải cái phân với là cái nước tiểu của nó ra nằm trên lớp da, thì cái mầm bệnh nó không có chạy lên đằng đằng trước cái vòi nó đi ra, mà nó giống như sốt rét đâu, mà nó đi ngược phía sau, nó ra phía thân, nó bám lên đó. Rồi sao cái người ngứa ngứa ta gãi chạy cái mầm bệnh bắt đầu nó xuyên qua cái chày ngứa đó, nó chuyên vào trong cái dòng máu đi vô cơ thể. À, nên là phải nhớ kỹ cái cách truyền của mỗi cái mầm bệnh nó lên cơ thể người kiểu nó khác nhau nha. Nhấn mạnh lại cái điểm này, là cái điểm này là cái điểm quan trọng mà có thể là hỏi thi á, đó là con bọ xít nó đốt máu và nó cắm cái giò vô nó hút máu người, thì nó không giống như con muỗi hút máu là truyền thẳng cái mầm bệnh sốt rét vào, mà nó hút máu nhưng mà ở phía sau luôn, nó hút máu, nó căng máu, máu chạy từ phía trước cái ruột nó đi vô phía sau, và cái phần phía sau nó bị phản ứng, nó bài thải cái chất thải nó ra nằm trên mặt da, mà khi mà nó bài thải cái chất trên mặt da đó, bắt đầu người ta ngứa, ta kể gãi,
cái mầm bệnh nó ra trên cái bề mặt trong chất thải đó, nó xuyên qua lớp da và đi vô trong cơ thể người. Được chưa? Thì cái phần phía sau này là vào trong cơ thể người, cái mầm bệnh trypanosome nó phát triển như thế nào nữa thì nó gây ra bệnh cảnh, là các em nghiên cứu tiếp ở trong cái phần tài liệu. Ở đây là những cái loại chất có loại bọ xít mà gặp ở, thường gặp ở Việt Nam nha. À, tôi sẽ gửi cho các em cái bài này, đây là cái chu trình phát triển của CDC đầy đủ cái bài về cái bệnh Chaga. Thì cái bệnh này nó bệnh bệnh mà do trypanosome này á, nó có cái những giai đoạn bệnh cấp tính và giai đoạn bệnh mãn tính ha. Rồi thì giai đoạn bệnh cấp tính á, nó đi vào dòng máu và nó xâm nhập phù nề, nó tấn công qua đầu máu, nó chạy về hướng bạch huyết trước, sau đó nó lên trên mí mắt, rồi nó đi vòng vòng trong cơ thể, cho nên nó sẽ gây bệnh sốt phản ứng rất là cao. Phần lớn là nó sao, nó chạy trong dòng máu, nó chạy đến đó, nó gây sốt phản ứng sốt lên, và nó có một trường hợp là lên mắt, nó gây cái trên cái mí mắt phù lên và nó đi vào trong cơ tim, nó gây viêm cơ tim cấp trước. Nếu mà trong cái giai đoạn này bệnh nhân vượt qua được cái giai đoạn này thì sau đó nó phải tiến lên giai đoạn mãn tính, có thể là viêm cơ tim mãn tính hoặc là nó đi đến những cái cơ, đặc biệt là cái cơ ruột, nó làm cho phì cái đại tràng lên, thì đây là cái giai đoạn mãn tính phía sau đó, cái của mầm bệnh trùng, cái đơn ma gọi là cái trùng roi ký sinh đường máu ha. À, như vậy cái biện pháp phòng chống của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ dọn dẹp nhà cửa để bọ xít đựng vô, nó vào nó đốt. Đầu tiên tác hại gây chính của nó là nhất là hút máu người. Hút máu người thì chúng ta là can thiệp thôi, giống như xịt mũi nọ điều chỉnh ha, để đừng cho đốt. Cái phiền hà đó mình tự xử lý được. Cái thứ hai là gì? Là nó truyền bệnh. Đó, cho nên là chúng ta cần phải làm những cái biện pháp, nói chung là nó gần, nó là như côn trùng. Thế là cái cách chúng ta sẽ sử dụng giống như là của cái con mũi. À, nha. Giống như mũi, thì cái phần dự phòng mũi á, là chúng ta sẽ học tới bài mũi kế tiếp nè. Chúng ta còn 20 phút còn lại để chúng ta làm cái bài mũi nữa. Thì bây giờ có những câu trắc nghiệm, nãy tôi nói nhấn mạnh những cái điểm quan trọng các em cần nhớ thôi. Cái chuyện phát triển của bọ xít có mấy cái giai đoạn ha, cái thiếu trùng của nó có mấy giai đoạn, thì nó qua 5 giai đoạn thiếu trùng như cái hình ha. À, bọ xít truyền cái bệnh gì? Truyền cái bệnh là truyền mầm bệnh là trypanosoma. Nhưng mà gây ra cái bệnh trypanosoma, gây ra cái bệnh thì gọi là bệnh, là bệnh 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 Chaga. Bệnh Dalin là một cái bệnh do vi nấm. Bệnh dịch hạch là do bọ chét truyền, bệnh sốt rét là do mũi truyền ha. Như vậy thì có thể là đầu tiên cái câu hỏi ví dụ nè, chét xoa truyền loại bệnh nào, nhưng mà nếu mà gọi là truyền cái tác nhân mầm bệnh nào thì cũng có thể câu khổ trắc nghiệm. Tác nhân truyền mầm bệnh nào, ngay chỗ này ghi là Plasmodium, ở đây là Histolasma, ở đây là bệnh dịch hạch ha, Yersinia pestis gì đó, cái đây là Trypanosoma, thì cái mầm bệnh nào thì các em sẽ chọn. Nó cái câu hỏi nó thay đổi chút xíu thôi. Hiểu không? Hiểu ha. Thông minh nha. Thay vì tôi ghi cái bệnh, tôi ghi cái tác nhân vô đó thì cũng hiểu ha. Rồi. Cách thức bọ xít truyền mầm bệnh Chaga vào trong cơ thể người là gì? Đó, nãy nói rồi ha. Ựa mỡ là cái gì, bệnh dịch hạch nè, phóng thích mầm bệnh khi nghiền nát thân, là bệnh giun nè, cái giun giun trong mô nè, tiêu thải mầm bệnh khi đốt máu, đây chỗ này quan trọng, còn đốt truyền trực tiếp thì gặp phải sốt rét, hiểu chưa? Đó, nhanh thôi, bài chúng ta xong còn 20 phút, tôi cố gắng tranh thủ vừa đúng các cho đủ các em bù lại hết, không thiếu bài nào. Tới bài mũi nha mấy em. Các em thấy hình con mũi chưa? Dạ rồi. Nó con mũi mà ai mà không biết đó là con mũi. Nhưng mà rút kinh nghiệm cho thấy là các bạn hay làm nhầm những cái câu chuyện, là những câu hỏi rất là thường thức.
những câu hỏi cao siêu về y học là trong môn học là mấy bạn để ý mấy bạn làm rất là tốt, nhưng mà những câu hỏi thường thức quá, con muỗi nhìn thấy con muỗi thì biết là con muỗi, cái gì cũng con muỗi nhưng mà làm cái câu trắc nghiệm của nó là không được ha. Rồi mục tiêu học tập để mô tả được đặc điểm hình thể và các giai đoạn phát triển của muỗi thì cái này nằm trong cái phần thực tập, thi thực tập. Các em định danh được bốn cái giống muỗi. Muỗi chúng ta chỉ định danh là cái giống thôi, chúng ta không có định danh đến loài. Loài một cái, một trong một giống nó có cả trăm loài, có con 900 loài trong đó nữa, nên là không có biết hết đâu, biết tới cái giống thôi. Và như vậy cũng phục vụ quá trình thực tập của chúng ta. À, trình bày được cái chu trình phát triển và đặc điểm sinh học thì đây là điều này nó ảnh hưởng trực tiếp trong cái phần lý thuyết, vì nó sẽ gì, phòng ngừa sao, truyền bệnh gì, làm sao đó, vai trò y học của loài muỗi trung gian truyền bệnh của Việt Nam đó, và trình bày vắn tắt cái đặc điểm sinh thái liên quan đến vai trò truyền bệnh của muỗi, nó liên quan đến cái đặc điểm gì của cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến truyền bệnh. Bởi vì sao? Bởi vì các em là con muỗi này, bên cạnh cái câu chuyện mà truyền bệnh sốt rét là chính yếu của cái lĩnh vực ký sinh trùng, nó còn truyền rất là nhiều mầm bệnh, đặc biệt những cái mầm bệnh rất nguy hiểm mà hiện tại thời điểm bây giờ là đang cao điểm của cái dịch sốt xuất huyết, là do con muỗi truyền, mà giống muỗi đó mình sẽ học nha. Rồi hình thể con muỗi, muỗi là một cái con côn trùng, được chưa, có hai cánh, nhìn thấy hai cánh. Con côn trùng thì nó sao, nó là một động vật chân khớp gồm ba phần: đầu, ngực, bụng. À, ngực có ba cái đốt, mỗi đốt có một cặp chân, tức là con muỗi có sáu cái chân, một hai ba sáu cái chân, được không? Tôi mô tả chung nha. Rồi ở phần đầu có mắt, mắt thường là mắt kép, ở phía đầu, ở giữa chính giữa nó có cái vòi, con muỗi hút máu, có cái vòi dài để nó đốt đốt người, nó hút máu, được chưa? Và kế bên hai cái vòi nó có hai cái phần nhỏ, đó là cái xúc miệng. Và cái phần xúc miệng này nó là gì, nó là một bộ phận xúc giác tiếp cận của con muỗi, nó tiếp cận, nó áp lên bề da để nó xúc giác, nó nhờ cảm giác nó tạo vị trí bám chắc. Mình thấy nó nhỏ như vậy nhưng mà tùy con cái con đực, cái hoặc là tùy cái giống muỗi, cái xúc miệng này nó dài ngắn khác nhau, và nó là một trong những yếu tố để định giống muỗi, được chưa? Rồi vòi bên cạnh đó là nó phía ngoài cùng, nó có hai cái cặp anten hay hay gọi là hai cái râu, mà nhìn nhìn thường thường mình nhìn con muỗi mình nhìn rõ cái râu. Cái con đực thì cái râu rậm, con cái thì râu lưa thưa hơn. À, được chưa? Bụng nằm phía sau, thường thường là có 8 đến 9 đốt. Và bốn cái giống muỗi thường gặp của chúng ta là gồm có giống Anopheles, giống Culex, giống Aedes và giống Mansonia. Và trong một giống này SBB là có rất là nhiều loài, rất là nhiều loài nha. À. Vậy chung hình thể của muỗi thì trước khi nói hình thể, mình nói con muỗi nó có các giai đoạn nào. Trước nhất là chúng ta, tôi sẽ trình bày về hình thể của những giống muỗi thường gặp, nó có bốn cái giống vừa mới nói, là bốn giống như thế. Vậy hình thể chúng ta có cái con muỗi trưởng thành, mình tất cả mình chỉ học về con muỗi cái, vì con muỗi cái nó mới truyền bệnh nha, nó mới đốt người, còn con muỗi đực không có đốt máu. Rồi thứ hai là trứng, thứ ba là ấu trùng, và muỗi nó đẻ trứng, trứng nở thành con ấu trùng, rồi ấu trùng sau đó nó lột xác thành con nhộng, mới gọi con nhộng nha. Đó thì như vậy con nhộng nó không có giúp phân biệt được các giống, cho nên là chúng ta có một hai ba ba cái giai đoạn cộng với bốn cái giống, nhân lại là có 12 cái hình thể. Bây giờ mình đi vào từng cái hình mô tả về Atlas, em phải đọc thêm, tôi đi rất là nhanh vì chúng ta phải coi dành cho thời gian tự học rất là nhiều. Cái trứng muỗi, với trứng muỗi, con muỗi giống muỗi Aedes, cái trứng muỗi sao, bên phía ngoài nó có cái mạng lưới, được chưa, nó có cái mạng lưới, em nhìn lên cái màu hồng hồng đỏ đỏ này, nó có cái mạng lưới bao quanh. Với con Culex thì nó dẹt thoi dẹt dài và nó đẻ thành cái bè, nó xếp. Với cái giống muỗi Anopheles thì cái trứng của muỗi nó có hai cái phao hai bên để cho nó nổi nước ha. Với giống muỗi Mansonia thì một cái trứng muỗi, một cái đầu nó chuyển dạng thành cái dạng nhọn, nó có cái máu trên đây để nó bám và nó cắm vào trong những cái bè, vào cái đuôi thực vật thủy sinh đó, để nó lấy oxy. Khi bắt đầu lột thành con bọ gậy, con bọ gậy nó dài như thế này, thì con ấu trùng muỗi phía bắc, các tỉnh phía bắc gọi là con bọ gậy, ở phía nam mình gọi là con lăng quăng,
lăng quăng là con ấu trùng này còn nhỏ, nhưng khi nó lộn xác thành con nhộng to thì nó gọi là con cung quăng, thì nó hình vòng cung, được chưa? Rồi người ta sẽ dựa trên cái con bọ gậy như thế này, giả sử con bọ gậy như thế này, đây là cái đốt bụng của nó, tại cái đốt bụng kế cuối, đây là cái đốt bụng cuối cùng nữa, đây đốt bụng kế cuối nó có một cái cấu trúc là gọi là cấu trúc thở, nó là nơi tận cùng của cái hệ thống ống thở. Thì dựa vào cái sự hình thải đảo này, người ta sẽ nhìn ra được đó là con ấu trùng, con bọ gậy này là của cái giống mũi nào. Ví dụ như là con bọ gậy của Anopheles, hai cái ống thở của nó tới cái đuôi cuối cùng này, cái hai cái ống cái đường ống thở nó dài nè, ở phía trong thân của nó tới đây, tới cái và phía ngoài thân nó không có thành cấu trúc gì hết, nó tạo ra hai cái lỗ nằm trên cái đốt bụng, như vậy nó gọi là có lỗ thở. Mà với bọ gậy có lỗ thở thì bọ gậy đó là của giống mũi Anopheles. Tới cái chỗ này, bây giờ con bọ gậy nè, cái ống cái luồng thở ở phía trong nó đi ra phía sau tạo thành một cái ống to, mà ống này nó to mập nha, ống này nó to mập, trên nó có một chùm lông, thì đó là của cái bọ gậy của con Hades. Đối với bọ gậy của Culex thì cái ống thở đây nó dài ra, nó mảnh, nó dài ra, và trên cái đó nó có trên cái bò trên trên cái ống thở đó nó có nhiều chùm lông, mà những chùm lông này nằm nằm cuối cái hàng gai, nó mọc như nhiều chùm lông, thì đây là ống thở con bò gậy Culex. Cái bọ gậy của Mansonia thì ống thở nó biến dạng, nó đổi thành, nó chuyển dạng, nó thành một cái kiểu, nó phát triển ra cái kiểu là một cái mấu gai nhọn, mà cái con bọ gậy này nó ít di chuyển lên phía mặt nước lắm, mà nó bám vào trong cái, nó lấy cái gai này nè, nó cắm vào trong cái rễ của cây bèo á, cái cây mềm mọc dưới nước á, để làm chi, nó lấy cái luồng oxy, luồng luồng không khí của cái thực vật hy sinh. Rồi và cuối cùng là những cái con muỗi trưởng thành, mà chúng ta chỉ nói về con muỗi cái. Tôi sẽ gửi cho các em những cái hình ảnh này và để các em đọc thêm trong sách để phân biệt, rất đơn giản thôi. Con muỗi cái và trên hình chúng ta là giống muỗi Aedes. Giống muỗi Aedes đó thì điểm đầu tiên là cái xúc miệng hàm nó ngắn, nó không có dài bằng cái vòi. Đây cái vòi là cắm vô da để hút máu nè, đó, được chưa? Rồi, và dưới bụng của nó có những cái vằn trắng, cho nên là con muỗi này nó gọi là con muỗi vằn. Và các em đi gặp gì rất là nhiều cái giống muỗi này, giống muỗi Aedes nha, muỗi vằn. Nó ở ngoài những nó truyền bệnh sốt xuất huyết, cho nên người ta treo những cái affix rất là to của nó. Giống muỗi số 2 là giống muỗi Mansonia. Giống muỗi này á, thì toàn thân của nó là hình ảnh vàng vàng, và nó cũng có những cái thân của nó cũng có vằn vằn sọc trắng đen, nhưng mà cái chân của nó có vằn sọc thôi, còn cái bụng của nó có những cái đốm trắng đen, nhưng mà nó không có thành cái bàn cờ. Đặc biệt là cái vảy phía trên cái thân của nó, cái vảy cánh của nó rất là to, nó đặc biệt của nó là Mansonia. Giống mũi này thì ít gặp hơn. Mũi Anopheles là cái con mũi mà truyền bệnh sốt rét, thì cái bữa bài sốt rét thì đã nói rồi, đã trình bày rồi ha. Đây con mũi này đặc biệt là khi mà nó đốt máu người, cái vòi, cái đầu, cái ngực bụng nó tạo thành một cái điều chỉnh, là một cái trục thẳng thẳng đứng. Đuôi nó chắp đuôi nó cũng nhọn. Chân của nó có nhiều vằn trắng. Thì như vậy là đây là cái giống mũi, nó gọi là giống mũi đòn sắt, giống như cái đòn sắt lúa trong lớp da, nó thẳng vậy. Và điểm đặc biệt phân biệt giữa cái giống mũi này với những giống mũi khác, đó là các em nhìn thấy cái này là cái râu, cái này là xúc miệng nè. Thì hai cái xúc miệng của con mũi Anopheles này, cái xúc miệng nó dài bằng cái vòi, đây nó kẹp nó thành cái mũi ba thứ ba, cái vòi nè, cái vòi nằm giữa nè, hai cái xúc miệng kẹp với cái vòi tạo thành một cái gì đó, nó gọi là xúc miệng dài bằng với cái vòi. Đó là cái điểm đặc trưng của cái Anopheles, phân biệt với cái giống khác. Và giống mũi Culex thì nó không có những đặc điểm trên, thân của nó một cái màu thường thường là màu nâu nhạt hết, và đây là con mũi nhà, các em vào toilet là thấy gặp nha. Nói chung là da dở lên cái nón bảo hiểm hay là cái chân xe, cái bụi nhóc nhóc nhỏ, đây là con mũi nhà rất là nhiều nha. Thì trong cái cuốn sách thực tập, Atlas thực tập của các em á, ở cái trang cuối cùng nó có một cái kỳ định danh các giống muỗi, là các em cứ đi theo cái trục đó, những cái cấu trúc, và các em sẽ phân biệt được đây là con muỗi cái của con muỗi nào, giống nào ha. Rồi và cái giai đoạn, một cái giai đoạn cuối cùng, đây là nhộng ha, hay còn gọi là con cung quăng, thì đây là cái giai đoạn yếu nhất trong cuộc đời của con muỗi. Khi mà con ấu trùng nó di chuyển, nó động, nó kiếm thức ăn ở trong nước, nó dần dần mà nó muốn chuyển thành con muỗi trưởng thành, nó phải chuyển vào trong cái giai đoạn này. Và cái giai đoạn này nó chuyển đổi sâu sắc để từ một cái đời sống dưới nước lên cái đời sống trên cạn. Đó sao trong cái phần to đầu nè, bắt đầu nó hình thành con muỗi. Tôi lấy cái hình ra, tôi chụp ánh tăng sáng, tôi chụp hình, em thấy hình con muỗi nó đang cuộn trong đây đúng không?
phần đuôi này không còn gì trong rỗng hết á. À, bác có lắm thì còn là một cái phần bụng nhỏ xíu của cái phần con mũi đâu, nó có cái bụng nó chọc cho đây nè. À, còn cái chân cẳng nó gồm gom hết trong đây. Thì để mà con này nó muốn mà nó thành con mũi, nó lớn đủ rồi đó, nó di chuyển rất là chậm chạp, và khi mà nó di chuyển chậm chạp nó dễ bị mấy con cá thực vật dưới nó ăn đó. Nó di chuyển chậm chạp nó lên trên bề mặt nước, nó dừng ở đây là ngay tại ngay trục ở trên lưng của nó chỗ này, nó bắt đầu nó tách ra con mũi non bắt đầu nó nhích lên trên bề mặt nước, nó đứng ở đó một thời gian mà nó không có chìm, sau đó nó nhảy nhẹ qua một cái vùng vùng vũng nước khác, nó đứng nó đưa những cái chân nó ra, nó căng đấy, nó còn yếu, vừa mới nở nó yếu lắm, nó không có chìm bởi vì nước nó có cái sức căng. Thế đấy, sau đó bắt đầu nó bay từng cái đoạn nhỏ lên những cái lá, rồi sau một thời gian nữa vài ba giờ đồng hồ bắt đầu nó cứng cáp lên, bắt đầu con mũi nó mới bay những cái đoạn xa một chút, và sau đó dần dần con mũi nó thích nghi với đời sống trên cạn. Và chính vì là nó nấm ở trong một khối đen thui như thế này, nó không có cái cấu trúc gì để người ta phân định loài hết, nên là nhộng không dùng để định loài, định giống muỗi nha. Trong sách các em nó có phần sự mô tả phân biệt hết bốn giống theo từng cái giai đoạn anh về sinh. Bây giờ tôi sẽ trình bày với các em cái đặc điểm sinh học của nó nữa là xong. Mỗi con loài muỗi, mỗi cái giống muỗi nó có cái tầm bay khác nhau. Ví dụ như Anopheles thì nó bay từ khoảng 5 km, còn Culex Ades nó bay được từ 16 km, nó di chuyển xa hơn. Và nó bị trong cái cuộc sống của nó đó, nó bị thu hút bởi cái màu sậm, và các em thấy rằng là thường thường mấy em để cái bịch màu đen hay là cái vật tối tối thì con muỗi nó bu nhiều hơn. CO2 và một số axit ấm hơi ẩm, đặc biệt cái trường vùng da nó có những cái pheromone. Lớp da của chúng ta nó có tiết ra những cái pheromone và cái hơi ấm, thế thì là nó ái lực cho muỗi nó tới, nó đốt. À, và muỗi nó có ái tính khác nhau đối với người và động vật, nghĩa là sao? Trong một cái giống muỗi nó có cái, ví dụ như giống Anopheles đi, có cái loại Anopheles nó đốt người, nhưng có loại Anopheles nó đốt động vật, và khi mà nó đốt như vậy thì cái tập tính của nó cũng khác nhau. Vì động vật thì nó thường ở ngoài nhà, nó nằm ngoài cái chuồng trại, còn người thì ở trong nhà, cho nên nó phải có sự di chuyển đi, nó là như thế. Và con muỗi cái cần máu để trứng phát triển, nếu con muỗi mà em nuôi cho nó uống nước đường nó không bao giờ đẻ, cho con được cho phổi luôn cổ không bao giờ đẻ, phải cho hút máu mới đẻ. Cho nên có những cái người ta nuôi muỗi để nghiên cứu á, là có người ta có nhiệm vụ là cứ mỗi ngày phải đưa tay vô, hay là một tuần lễ đưa tay vô để cho nó đốt máu, nó thích đốt máu người hơn. Có những trường hợp chế là đưa cho máu chuột cho nó đốt, thì như vậy nó mới đẻ trứng được. Muỗi nó đẻ trứng xuống nước thì Anopheles nó đẻ ở nơi nước sạch mà nước trong, nhưng mà Anopheles thường nó sống trong rừng, thế là nó thì chọn những cái ổ nước trong của trong rừng, những cái tán lá cây, những hốc cây nước nó trong vắt nha. Với chân thú mà đứng yên, nước nó động là nó trong, nó đẻ trứng đó. Ades thì đẻ ở nơi nương đối sạch, cái con muỗi mà trị sốt huyết nè, thường thường nó mà nó đẻ là lại quanh nhà. Thế thì chúng ta coi những cái lu, những cái chai nhựa, những cái bình hoa nước, vỏ xe này nọ dùng bàn xung quanh nhà, thì như vậy là có những con bọ gậy của muỗi Ades nằm đó và truyền bệnh sốt xuất huyết là như thế. Culex thì nó là con muỗi nhà nhưng mà nó đẻ nơi nước dơ, nước bẩn, nó xuống cống rãnh ruộng rồi nó đẻ ha. À, về cái thời gian hoạt động, Culex và Anopheles thì nó hoạt động về đêm, nhưng mà cái con muỗi Aedes là con muỗi truyền sốt xuất huyết, nó hoạt động cả sáng sớm lẫn buổi chiều luôn đó. Và thường thường ở trong nhà thì những con muỗi nó trú ẩn ở nơi là tối ẩm mát ẩm thấp, chứ nó không có chọn cái ánh sáng đèn cao cao bay ra ha. Rồi bây giờ mình đi vào từng bốn cái giống muỗi nữa, mà mỗi cái giống muỗi nó gây bệnh gì nữa, thì như vậy là xong. Với giống muỗi Anopheles, Anopheles hay con muỗi gọi là con muỗi đòn sóc, thì đây là trung gian duy nhất truyền bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét chỉ truyền được qua giống muỗi Anopheles, không truyền được giống muỗi nào khác. Nhưng con Anopheles thì ngoài cái chuyện truyền được sốt rét, nó có thể truyền được giun chỉ và truyền được một số bệnh viêm não khác nữa. Được chưa? Một chiều ha. Bệnh sốt rét chỉ duy nhất do giống muỗi Anopheles truyền, nhưng Anopheles này nó truyền được nhiều bệnh, không chỉ có sốt rét. Hình dạng của Anopheles như thế. Rồi bây giờ qua cái giống muỗi Aedes. Muỗi Aedes nó gồm khoảng hơn 950 loài nha, chủ yếu đốt người vào buổi sáng và buổi chiều, và có nhiều loài truyền bệnh nguy hiểm, đặc biệt là Aedes aegypti, nó truyền bệnh sốt xuất huyết là một cái bệnh cảnh quan trọng, là tô đậm. Bên cạnh sốt xuất huyết, nó cũng có thể truyền bệnh viêm não do virus. Có những giai đoạn bệnh sốt xuất huyết hơi trầm lắng, người ta cũng phát hiện ra Aedes aegypti, nó truyền bệnh một cái bệnh gọi là bệnh Zika. Nha. Bên cạnh nó có thể bệnh sốt vàng vân vân, và nó có
truyền cả bệnh giun chỉ luôn, hệ bạch huyết. Nhưng tiếc là bệnh giun chỉ là chúng ta đã công bố là chúng ta thanh toán, nhưng mà vẫn còn những ca rải rác. Nói thanh toán thôi nhưng mà nó cũng vẫn một vài ca rải rác thì không đáng ngại. Và hình ảnh đây là con muỗi Anopheles, con muỗi Aedes rồi ha. Bây giờ tới con muỗi Culex. Con muỗi Culex này hay còn con muỗi nhà hay con muỗi thành thị, nó ở thành thị nông thôn hết. Và cái tên của nó chủ yếu sống ở nhà đó là con Culex kinkei fasciatus tuyết. Nó phổ biến ở đô thị mới ha, sống hoạt động về đêm. Nè, thế nhưng cái vấn đề là gì? Cái vấn đề là bên cạnh cái chuyện mà gây bệnh thường ngày đó là nó gây phiền toái, nghĩa là sao, con muỗi đốt máu người mình cứ ngáy khó chịu, bị hút máu đau đó, nó có thể truyền bệnh giun chỉ. Mà bệnh giun chỉ này thì cũng Việt Nam thanh toán cho nên cũng không quan trọng. Thế nhưng ở Việt Nam, đặc biệt các khu vực phía Bắc trời lạnh chút xíu, nó có cái mầm bệnh là khá quan trọng, đó là mầm bệnh viêm não Nhật Bản. Viêm não Nhật Bản là một loại virus nha, virus được truyền do cái động vật chân khớp, mà cái thủ phạm truyền đó là con muỗi Culex. Tên cái muỗi truyền đó là Culex Pitaenia Huynquist. Cái tên này hơi khó nhớ. Cái con này thì nó lại bu ở đâu? Nó lại bu ở cái vùng nông thôn là nhiều, và nó ở gần gần những cái vườn. Có những cái đợt mà người ta đi, cái mùa người ta đi thu hoạch cái vải, cái mùa này nè, mùa viêm não Nhật Bản nó lên nè mấy em, thì như vậy người ta đi thu hoạch cái vải. Mấy con muỗi này nó dầm dầm quanh cái khu vực cái vải á, mà nó đốt người, nó truyền cái mầm bệnh vô, người ta bị đi thu hoạch cái vải về, cái người ta bị bệnh viêm não. Thì báo chí nó đồn lên, có một giai đoạn nó đồn lên là ăn cái trái vải bị viêm não, thế là người người dân người ta điêu đứng. Thực chất không phải là ăn trái vải mà là vì người ta đi thu hoạch trái vải rồi bị con muỗi xung quanh nó đốt nha. Đó là cái câu chuyện mà sai lệch trong thông tin dẫn đến những cái hệ lụy khôn lường, và đó nằm trong phạm trù gọi là đạo đức của bên nhà báo, đạo đức tính bằng bài báo ví dụ vậy đó nha. Còn mình thì có đạo đức y hạ y y đức, còn bên báo thì không có gọi là báo đức, không không tôi không biết. Rồi. Và một cái giống mũi cuối là mũi Mansonia. Mũi Mansonia này thì hầu như cái vai trò của nó là truyền bệnh, là bệnh giun chỉ ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Và gần đây thì nó có thể truyền thêm một số cái bệnh khác, là cái bệnh là bệnh một số cái bệnh do cái virus, nhưng mà hầu như không được đáng kể, không được kể. Chủ yếu con này nó ở ngoài nhà nha, nó ở ngoài nhà, trú ẩn ngoài nhà luôn. Và cái loài Mansonia mà thường hay nói là uniformis, nhưng vì lý do là bệnh giun chỉ nó đã bị thanh toán cộng với là cái giống mũi này nữa, nên các em cũng biết, mà hầu như là câu hỏi thi giờ tôi không có hỏi thi cái con mũi này, nên nó không quan trọng. Mình là mình còn học cái mức cơ bản, cho nên là mình, các bạn hãy nhớ là mình học cơ bản, mình học đại học là cơ bản. Thế thì những cái kiến thức cơ bản chung là mình sẽ phải nắm để chia, để nó là lượng giá. Nó không phải là giống như hồi xưa là đòi hỏi các em phải phải quá cao siêu để nhớ cái gì ghê gớm để cho nó thể hiện cái vai trò ấy. Bây giờ mình học theo mục tiêu, học đó dựa trên cái chuẩn năng lực ra, cho nên là mình đặt mục tiêu bao nhiêu mình thi bao nhiêu. Giả sử như những cái mục tiêu cơ bản của đại học, 80% câu hỏi nó nằm ở trong cái đoạn mà chung hết, mà chỉ có 20% câu hỏi cuối cùng phân loại thôi. Thế thì các em phải làm sao cho đạt được hết những cái 80% điểm đầu tiên nằm ở trong cái mức là cái mức kiến thức chung nha nhớ em, chứ đừng có mà quá 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 dữ dội. Rồi cuối cùng thì có một cái phần gọi là con muỗi cát. Con muỗi cát này thì tôi bổ sung thêm cho mấy em, Lepidotomus, con này nó cắn ca đau lắm. Nhưng mà nó có một cái điều rất là lạ, là cái con muỗi cát này, Lepidotomus này, nó là con muỗi nhưng mà trong tiếng Anh nó lại là ghi là fly, là con ruồi, nó không phải là mosquito ha. Nó vậy á, nó vậy mình gọi là muỗi cát, nhưng mà nếu mà dịch đúng là gọi là con ruồi cát, nhưng mà nó là con muỗi. Thì ở Việt Nam có, và nó truyền cái bệnh cũng khó chịu lắm, nhưng mà thôi ha, bệnh này cũng bắt đầu có. Thì cái đây phần nhanh, phần này là mở rộng cho mấy em đọc thêm. Cuối cùng có ba cái câu trắc nghiệm trong cái giây phút cuối cùng. Câu nhất, cái con muỗi tùy cái giống muỗi Aedes anopheles culex ha, nó đẻ trứng ở nơi nào thì chọn cái câu đáp án đúng giùm cho, ví dụ vậy. Rồi được chưa, ví dụ nè, anopheles nó không đẻ nơi ao bèo, nó đẻ nơi nước trong, anopheles nó rừng. Còn đẻ nơi ao bèo nước dơ là con
cu lét. Con cu lét là đẻ nước sạch là con này sai. Nó cu lét nó đẻ nơi nước cơ dơ cống rãnh nha. Rồi Aedes albopictus nó sai chỗ nào? Nó đẻ trứng ở nhiều chất hữu cơ. Chất hữu cơ là chất mùn bã, chất dơ á, cho nên là cái này là sai. Cái này cái Aedes, cái câu mà mùn bã này nó nằm ở cu lét. Thế thì là sàng qua sàng lại loại trừ ra. Con Aedes đẻ nước sạch ở trong nhà ha. Rồi ok. Hồi bữa tôi có nuôi bầy cá, tôi nuôi cái chậu cá, tôi thấy con muỗi Aedes nó vô, tôi lấy điện thoại tôi quay được con muỗi nó đẻ cái trứng cái bọt xuống dưới con cá, dưới nó bơi 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 bơi, bơi. Nó nhen muỗi dưới chốt mà nó không tới con muỗi nó đốt thả xuống à, cũng có động phim cũng vui lắm. Rồi muỗi trở nên nguy hiểm hơn trong truyền bệnh khi con muỗi mà nó nguy hiểm trong truyền bệnh khi nào? Khi ưa hút máu người và sống gần nhà. Cái này cũng có vẻ nguy hiểm, nó hút máu người, ưa người, nó sống gần nhà, nó dễ đốt người. Sống gần người cả trong và ngoài nhà. Cái này bắt đầu nó sai hơn, tại vì người ta sống chủ yếu ở trong nhà, đi ra ngoài nhà làm việc thôi, bắt đầu nó sẽ sai câu trên. Có nhịp độ tấn công cả ngày lẫn đêm. Ừ, có vẻ cũng đúng. Có vẻ cũng đúng. Nha. Đó. Có nhịp độ tấn công cả ngày lẫn đêm, cũng vậy cũng đúng. Nhưng mà có một cái đáp án là sống hơn 15 ngày kể từ khi nhiễm mầm bệnh, có nghĩa là khi nó nhiễm mầm bệnh nhưng mà trong vòng 15 ngày nó chết, nhưng mà có con sống dài hơn. Vậy thì cái khả năng mà nó sẽ truyền bệnh cho người khác, nó có cái thời gian dài để nó truyền hơn, thế thì nó có nguy cơ hơn, cao hơn. Và đây là một cái câu chọn lựa tư duy hơi khó chút xíu. Tập quán tìm mồi hút máu của muỗi sẽ gây khó khăn trong công tác phòng ngừa bệnh do muỗi truyền. Nếu nó có cái tập quán là ưa hút máu người ngoài nhà, hút ở ngoài nhà thì khó khăn trong công tác phòng ngừa, cũng đúng. Ưa hút máu người và máu động vật cũng đúng. Ưa hút máu động vật gia súc, nó hút máu động vật gia súc không mình phòng ngừa nó cũng để làm gì? Ưa hút máu người ở trong nhà với ngoài nhà, hai câu này thì nó cũng thấy thấy có vẻ như là nếu mà em loại trừ ưa hút máu người là cái khó khăn rồi, là nguy hiểm. Ngoài nhà sẽ khó hơn trong nhà, các em chọn đáp án A. Cái chặt lắm. Ở gì? Tập quán tìm mồi hút máu là nó hút máu vừa người và vừa động vật nữa. Cho nên là nếu như cái con này bình thường nó truyền cho người được, nhưng mà nếu không gặp được người, nó qua nó đốt động vật, hết động vật nó đốt lại cho người, thế là công tác phòng ngừa chúng ta sẽ khó khăn. Đó. Đó là cái gì không? Hơi khó chút xíu nha mấy em. Rồi. Kết thúc bài giảng. 4 bài và tôi đã trình bày xong những phần nợ nần. Các bạn còn có thắc mắc gì không? Thầy ơi, thầy cho em hỏi à. Rồi, em hỏi đi em. Dạ, ở cái con dung sắn á, thầy, ở bài đầu á, thì nên nếu như mà người ăn trực tiếp con chuột, thì ở Việt Nam mình cũng có những người người ta ăn con chuột đồng á thầy, thì nếu vậy thì có cái khả năng nhiễm cái con dung sắn không thầy, mà không cần phải ăn qua thịt lợn trung gian không thầy? Có. Vẫn có thể. Tại vì trong con chuột đó, trong cái con chuột đó nó có thể nó đã phát triển cái ấu trùng rồi, ấu trùng nó phát triển lên mức độ giả sử như con chuột đầu tiên nó bị nhiễm ấu trùng một bắt đầu nó phát triển ấu trùng 2, giai đoạn 2 ha, trong cái bọc thì qua con chuột khác nó ăn con chuột kia, hoặc là nó thường thường những con chuột đồng nó ăn với nhau hoặc là nó ăn dở ngoài, có thể nó lên giai đoạn 3 luôn, 4 luôn, thì vô trong cơ thể người nó vẫn trở thành được, tức là người bên cạnh vấn đề về ăn thịt heo thì người ta vẫn ăn thịt chuột. Tuy nhiên em có thấy người ta ăn chuột sống không? Người ta thường thường ăn Không. thịt heo tái tái hoặc làm mấy món gì đó, chứ con chuột thường người ta chế biến chín hơn, đúng không? Cho nên là các nghiên cứu dịch tễ thấy rằng là cái vấn đề về con chuột về vẫn có thể lây, vẫn có xuất hiện, nhưng mà cái xác suất nó thấp hơn rất nhiều so với ăn thịt heo sống, hình dung được không? Nhưng mà về lý luận là vẫn có thể nha em, vẫn đúng nha. Nó là ăn, nói chung là người bị nhiễm là do ăn động vật hoang dã, mà chủ yếu nhất là thịt heo rừng. Nên là cái câu hỏi thịt chuột đồng, cái con chuột mà chuột đồng là bị không, thì câu trả lời với em là có thể bị nha. Rồi, rõ Dạ chưa? em hiểu em tại. Rồi. Các bạn này ở khu vực Đồng Tháp quá. Rồi, có câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ thầy ơi, cho em hỏi là giun sắn, ấu trùng giun sắn có thể thải ra ngoài theo phân không thầy? Đó. Từ ở trên người nó phải thải ra ngoài thì mấy cái con chuột ở ngoài mới có thể lấy được, tức là trong khi mà người sản xuất ra được ấu trùng giai đoạn 1, ấu trùng giai đoạn 1 trong ruột á, giống như con dung lương thì nó sẽ thải ra môi trường.
hoặc là nó sẽ bắt đầu nó bò vô trong ngược trở lại, nó lột xác đi ông trùng phi đa nữa, nó đi vô trong bắp kênh xuyên qua cái vách ruột giống như con dung lương cái trong giai đoạn tự nhiễm á, bắt đầu nó đi vô, nó vô vách vách ruột, nó vô dòng máu của nó chạy. Cho nên là người là lúc mà thải ra ngoài đó, thải ấu trùng nó ra là giai đoạn đó là nó có khả năng thải ra môi trường. Là câu hỏi của em là câu hỏi đúng á. Dạ. Rồi. Gì nữa không? Các bạn nào hỏi gì nữa không? Còn một phút nữa là đúng 2 tiếng trình bày. Rồi, nếu không có gì nữa thì có thể là có những bạn đã hỏi tôi qua những câu hỏi qua email mà tôi đã trả lời hết ha. Thì các em có thể là cứ thẳng mạnh dạn thắc mắc cứ gửi qua email và tôi sẽ trả lời. Rồi đó là câu chuyện. Còn về vấn đề về bài này thì tôi đã chuẩn bị xong cái PDF hết rồi, tôi sẽ gửi qua cho lớp nha. Rồi, thôi rồi chào các em để các em chuẩn bị cho học cái buổi sau. Học tiết sau. Vâng, rồi chào mấy em nha.